Chào cả nhà nha, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2023, thì mình đang có mặt tại tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm ha. Thì sáng tiện hôm nay thì mình sẽ quay sơ lược tiệm cá cho mọi người xem. Hôm nay trong mùa hè này bạn Thanh Liêm đã cập nhật về những dòng cá gì và còn bán những cái dòng cá đang hot nào. Đây là cái tủ trưng bày của tiệm cá Thanh Liêm ha, gồm có thức ăn, sổi, thuốc trị bệnh cho cá, cái hồ kính nè. Quay qua bên đây thì mình thấy mấy con cá tai tượng châu Phi. Quay qua bên đây thì mình thấy cá ba đuôi. Bên đây là cánh bườm. Cánh bườm nè, ba đuôi nè. Như đây là có gì ta? Bình tết. Ở dưới đây thì có một bầy đàn ba ba. Đó. Tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm, địa chỉ là ở đầu lộ kế theo và cánh kế sân banh Quốc Vinh ha mọi người. Những em cánh tiên. Đây là cá. Cái gì mình không biết luôn. Này, bữa nay buổi sáng thì bạn Thanh Liêm đang thay nước chăm sóc mấy cái hồ cá buổi sáng sớm ha. Wow, có nguyên một cái cá luôn nè. Dumbo. Còi đen. Đây hồ cá của bạn Thanh Liêm rất là đa dạng ha, có con nhỏ, con bự, tùy theo túi tiền của mình có thể lựa những con phù hợp với túi tiền mình nuôi ha. Cá rất là nhiều và giá cũng rất là phải chăng ha, phù hợp với giá. Ở đây thị trường dưới quê mình. Đây là mấy con tôm kiển nè mọi người. Cái này có 5.000 một con à. Tôm nhỏ, tôm lớn đều có giá hết ha. Ở trong mình thấy có mấy con ốc táo. Mấy con ốc táo mình có thể nuôi về mình dọn hồ cũng rất là đẹp. Cá bảy màu nè mọi người. Một cái dòng bảy màu. Bên kia có mọi người đó. Còn ở đây mình thấy là có full gon nè, nhìn gấp la gấp tánh luôn. Wow, có con cá lóc này đẹp kia luôn. Mấy em cá lóc kiển. Wow, con này đẹp quá. Con này đúng đẹp luôn. Đây bạn Thanh Liêm đang làm cái lọc nước với cái oxy cho mấy cái hồ dưới mọi người. Còn bên đây là cái sâu gồng. Sâu gồng, sâu gạo. Đây cái dàn cá ly thêm mà bạn Thanh Liêm trưng bày bán cho khách. Con phướng, Hetmon, Beta. Quá đẹp luôn. Cả nhà mình có mua cá ủng hộ thì có thể đến chỗ đầu lộ Ghế Thiêu, Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang ha. Sát sông banh Quốc Vinh nha, lúc gầy hè ở đây muốn bán nha. Mấy con này nhìn nó đẹp quá. Ở đây còn một cái dàn cá, đây là cá xiêm, ở trên là cá phướng. Đây là cá sim. Ở bên đây thì bạn Thanh Liêm có cái hồ cá, rồi là cá ngân long mọi người.
chân lông xây cối với mấy con cá nhỏ nhỏ. Đẹp quá. Ở dưới đây mình thấy có một con hồ cá nữa nè, có mấy con cá cánh tiên, cá ông tiên gì nè. Đây có mấy cây thủy sinh để trong đây nhìn rất là đẹp luôn. Dưới có một cái lớp sỏi. Cánh tiên trắng kìa. Wow, nhìn nguyên một cái đàn cá ba đuôi đầy lấp la lấp lánh màu sắc luôn kìa mọi người. Quá đẹp luôn. Này kênh dép. Mấy con này đẹp quá. Cá của bạn thanh niên mình thấy rất là đa dạng luôn mọi người. Có cá li thi nè, cá ba đuôi nè, cá la hán nè, cá lóc nè ha. Có bán mấy cái hồ cá kiển nữa ha. Rồi dụng cụ chăm sóc cá, vệ sinh hồ cá, thức ăn, cây thủy sinh, sâu gạo, trùng chỉ. Ba ở đây bán rất là nhiều và giá cả cũng rất là hợp lý ha. Này nếu mà mọi người có nhu cầu mua thì có thể đến ủng hộ ha. Đây mấy con bình tích này cái bụng nó to đùng. Bình tích. Đây bạn thanh niên thì đang làm lại cái mấy hệ thống lọc oxy cho mấy cái hồ cá đó, mọi người. Này mình kỹ thì lâu lâu mình sẽ thay nước nè, rồi mình chăm sóc cái hồ cá, mình làm cái loại cái lọc oxy. Cái nào mình thấy nó dơ quá thì mình sẽ lấy tháo ra mình rửa, mình vệ sinh đó. Nhìn cái hồ cá nó lúc nào nó cũng trong suốt, nhìn nó rất là đẹp. Ở đây mình thấy bạn thanh liêm có bán mấy cái này là cái ống của cái bình lọc oxy hay nè mọi người. Dây nữa. Cái này là cái gì mình cũng không biết. À cái miếng xốp để lọc bụi bẩn đồ trong cái hồ cá. Đây thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem cái tủ mà bạn thanh liêm trưng bày ha, gồm có thức ăn dành cho cá ba đuôi và cái này là cá coi á mọi người. Bình lọc oxy nè. Ăn nè, mấy cái này là gọi là thuốc chữa bệnh á, khử nước mới nè, extra bio ha, cái này là làm trong nước ha, vi sinh dành cho cá ba đuôi nè, ở dưới là sỏi, này mình nghĩ là mình nếu mà nuôi thư giãn, nuôi chơi giải trí thì mình mua mấy cái hồ nhỏ nhỏ như thế này, mấy cái hồ nhỏ nhỏ như này rất là gọn ha. Wow, mấy con ba ba với hai bò thấy cưng quá kìa, 2, 4, 6, 7 con ba ba. Đây là ba con nha mọi người. Đó, mấy con ba ba. Mấy con này cũng dễ chăm sóc. Thì thường thường trong một cái hồ kính như thế này thì mình nếu mà mình có điều kiện thì mình nuôi thêm 1, 2 con ốc táo hoặc là con chuột túi hay là gì đó để dọn cái vệ sinh cái hồ cá. Khi mà thức ăn thừa mấy con cá mà nó rơi xuống dưới đây đó, thì mấy con này nó sẽ ăn và nó dọn dẹp vệ sinh cái hồ cá mình làm cho cái hồ mình nó trong suốt.